Trong bối cảnh số ca COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng với hơn 56.000 người đang cách ly tại nhà, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn về việc cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 phiên bản 1.6. Theo hướng dẫn này, đối tượng được quản lý tại nhà là người mắc COVID-19, F0 mới, có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh dương tính và đủ điều kiện cách ly tại nhà, không có triệu chứng hoặc nhẹ, độ tuổi 1-50 tuổi, tự chăm sóc được. Trạm y tế phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật danh sách người F0 trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó nhập thông tin F0 trên phần mềm, chuyển thông tin F0 cho các cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, được phân công trong vòng 4-6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận danh sách, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà được phân công quản lý F0 phải tiếp cận F0 hoặc gia đình F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà. Trong trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Về xét nghiệm cho người F0 tại nhà sẽ lấy vào ngày 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở được phân công quản lý F0 lập danh sách báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường, xã, thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định, đồng thời làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19. Trong trường hợp F0 có các dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Các cơ sở được phân công quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điện thoại của người F0 để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà trong trường hợp không cần can thiệp y tế hoặc không liên hệ được.